Mẫu tiếp theo là mẫu vẽ hình ảnh là mã đáo thành công kết hợp với cả thuận buồm xuôi gió, màu xanh lam, nền là màu trắng. Xoay một vòng để mọi người cùng ngắm nhìn cái vẻ đẹp của sản phẩm này. Về cái ý nghĩa của mã đáo thành công và thuận buồm xuôi gió thì như mình đã nói ở đầu video rồi, cái ý nghĩa của nó, hai cái ý nghĩa của hai họa tiết này nó sẽ tương đồng nhau. Ở hai bên hông thì được trang trí họa tiết là hình ảnh hoa. Trong cái cảnh thuận buồm thì được trang trí thêm họa tiết là hoa đào nữa. Đây là hình ảnh một con thuyền đang ra khơi, cưỡi sóng ra khơi này. Rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ, những con sóng này đang cuộn trào lên để đưa con thuyền ra khơi một cách nhanh nhất và cả hướng gió nữa. Và sang lên mặt này, lật ở phần dưới lên. Ngựa đang chạy ở trên cái đồng cỏ nhé. Về chất men và cái độ sáng của vàng thì rất là bóng và sáng, phản chiếu cái ánh sáng rất là tốt. Đây là trên cổ mình này, ở trên phần bên vai mình.